Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh ở các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. Theo đó, đối với tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyển sinh do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến. Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 8, tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày mùng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 8. Các trường trực tiếp tuyển sinh từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 8.